Hoa hậu Hờ Henny vừa được mẹ nuôi là nhà thiết kế Linh Sang lựa chọn để diện những mẫu xi cất mới nhất trong bộ sưu tập Gonet Otheta nữ thần của các gì sao. Khoác lên mình trang phục đầm dạ hội kỳ công, Hờ Henny tự tin khoa eo thon, lưng trần đầy gợi cảm. Đồng thời, cô cũng bộc lộ thần thái đầy cuốn hút ở mọi góc nhìn. Hờ Henny cho biết cô rất tự hào khi được mặc những bộ cánh lộng lẫy, được nhà thiết kế Linh Sang chỉnh chu từ những cụ thể nhỏ tuổi nhất. Khoảnh khắc toa năm Miss Universe 2018 tạo dáng trong không gian đậm chất Hy Lạp.